8. Cách hạ men gan tự nhiên Gan giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Chỉ số men gan được sử dụng để đánh giá tổn thương gan và các vấn đề liên quan. Men gan tăng cao trong thời gian dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan như viêm gan, sơ gan, ung thư gan. Khi men gan tăng cao, một số cách tự nhiên dưới đây góp phần giảm chỉ số này. Cùng mẹo và cuộc sống xem qua nhé. Số 1. Tập thể dục thường xuyên các bài tập thể dục giúp đốt cháy năng lượng thừa và chất béo tích tụ trong tế bào gan để nhanh quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Số 2, kiểm soát cân nặng. Người béo phì thừa cân có nhiều khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong khi đó, phần lớn người bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có chỉ số men gan cao. Các nghiên cứu cho thấy người béo phì giảm cân có thể cải thiện chỉ số men gan, tác động tích cực đến chức năng của gan. Số 3, bổ sung axit folic người có lượng folate thấp có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn. Để chỉ số men gan ở mức ổn định, nên bổ sung axit folic ở dạng tự nhiên thông qua thực phẩm như gan bò, rau chân vịt, đậu đen, ngũ cốc ăn sáng, măng tây, bắp cải, rau xà lách. Số 4. Uống cà phê Nồng độ cà phê in trong cà phê giúp giảm men gan tăng cao bất thường nhờ đặc tính chống oxy hóa, chống viêm. Uống cà phê mỗi ngày góp phần ngăn tổn thương gan phát triển có thể làm tăng men gan, Số 5, thay đổi chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống ít protein động vật, nhiều protein thực vật, chất xơ, kali, vitamin B6 và axit folic tốt cho gan. Ăn thực phẩm hữu cơ, rau củ quả cũng giúp ích bằng cách giảm mức độ độc tố xâm nhập vào cơ thể. Mọi người nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhất là loại chiên, chứa nhiều đường, chất béo, muối, không ăn động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín. Số 6, quản lý cholesterol. Mức cholesterol toàn phần cao hơn và nồng độ men gan trong máu cao có mối liên hệ mật thiết với nhau. Giảm thịt đỏ trong khẩu phần ăn, tránh chất béo không lành mạnh, tăng lượng axit béo omega-3 giúp giảm mức cholesterol xấu. Số 7, dùng thuốc đúng chỉ định. Lạm dụng một số loại thuốc giảm đau hoặc chất bổ sung gây hại gan. Người bệnh nên uống thuốc đúng liều, đúng lịch theo chỉ định của bác sĩ. Số 8, tránh uống rượu, hút thuốc một số thói quen sinh hoặc có thể ngăn ngừa tổn thương không làm tăng men gan như hạn chế uống rượu, bỏ hút thuốc, tránh tiếp xúc với khói thuốc thụ động, chất độc hóa học. Trên đây là các cách hạ men gan tự nhiên, hãy lưu lại để dùng khi cần nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe.